Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoa đến từ nhà thuốc số 1 công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hạ Long. Bên công ty mình có bán rất nhiều các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ, nhưng mình tin dùng và chuyên tư vấn về sản phẩm Femfresh Daily màu cam này, hàng của Anh Quốc chuyên chăm sóc vùng kính chị em phụ nữ gần 50 năm nay. Thì thành phần chứa 94% là thiên nhiên, rất an toàn cho vùng kín của chị em phụ nữ, dùng rất là tuyệt vời. Mọi người cần tư vấn thêm về sản phẩm thì có thể đến công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hạ Long, nhà thuốc số 1, số 8 Hoàng Long, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.